Rồi cái này là tám sợi của anh Thịnh nữa. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khu đâu này ra nè. Đây, trên móc nó có ghi là 7 cân. Tải trọng 14.400 bao, khoảng 2 tấn. Khui một sợi ra kiểm tra nha. Đó, nó có hai mặt như vậy. Của quách A MC thì đó số gì. Kéo dài ra đo anh Minh coi. Kéo kéo. Kiểm tra thì nước vàng vàng ha, chờ rơm vàng. Em vô lấy cái bao zip á, đừng vô cho anh ta cái bao này, bao zip vừa thôi. Đây, đây cái tay của nó nè. Một sợi nè. Đâu rồi? Lấy cái mồi mồi mà ra. Đây nè. 2 sợi. 3 sợi. 4 sợi. 5 sợi. 6. 7 à. 8. Rồi đóng đi. Rồi được rồi, đóng đi. Nó 8 sợi nặng á. Thôi, gấp lại được rồi. Lấy băng keo trong. Dán lên đây luôn em.